Hello mọi người, xin chào. Mọi người khỏe không? Sau một tuần làm việc đấy thì chúng ta có rất nhiều F1 và xây dựng hệ thống của ByDesign. Hôm nay có một số người hỏi về KYC, chúng ta sẽ có một cái video để làm về KYC nhé. Đầu tiên đấy thì chúng ta thấy được khi vào một cái mã là chúng ta đăng ký là chúng ta sẽ thấy các cái nút submit này, submit support ticket request này, đúng không ạ? Đấy, KYC. Chúng ta sẽ thấy được những cái bảng cam kết trách nhiệm đấy, bởi vì bên này ByDesign họ cung cấp các cái tín hiệu cho chúng ta mà thôi, đúng không? Thì thường chúng ta sẽ phải tích các cái nút do hết vào đây, đúng không ạ? Do hay don. Đấy là chúng ta sẽ phải điền vào các cái bảng này. Đúng không? Ví dụ như là BA đấy là cái việc kinh doanh đấy, chúng ta phải điền ở đây, đúng không ạ? Chúng ta điền đu đấy, đúng không? Đu này, chúng ta coi như là cam kết đấy, đó, đu này, đu và đôn. Đúng không? Thứ nhất là các cái xác nhận và cam kết chấp nhận rủi ro đấy. Đô và đôn, đấy là cái thứ nhất là chúng ta có thể KYC cho nó thành công hết. Các thành viên có được cái cách để mà chúng ta làm và xây dựng hệ thống ấy, không ạ? Xây dựng hệ thống. Và SMA ở trong các video chúng ta cũng đã nhìn thấy, đúng không ạ? Các phần trăm này, đúng không ạ? Đồng ý với các cái cân cặp, cân nhánh rồi các thứ, đúng không? Đồng ý với các cái tích vào đây, đúng không? Tích vào, đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Cái khi mà chúng ta hiểu được các cái chính sách của KYC, chúng ta sẽ vào đây để chúng ta chụp ba bức ảnh, bao gồm mặt trước, mặt sau của chứng minh thư, ảnh mặt mình cầm chứng minh thư nữa, tức là tôi phải có một cái ảnh chứng cầm chứng minh thư chụp gần vào rõ cái mặt của chúng ta, không quan trọng xấu đẹp nhé. Sau đó chúng ta vô phần support này, chúng ta có phần support support ticket. Chúng ta sẽ có support ticket đây, đúng không ạ? Chúng ta ấn vào đây. Rồi. Sau đó chúng ta chọn cái topic đây. Chúng ta gọi là mục KYC. Thế sau đó chúng ta attach cái file, đúng không ạ? Chúng ta attach cái file. Ba cái file của chúng ta bao gồm, đúng không ạ? Chứng minh thư của chúng ta, hai mặt và một cái ảnh chúng ta cầm chứng minh thư chúng ta submit. Sau đó chúng ta gửi username và password, đúng không? Username và số này, username không phải password đâu, username và số để cho cái apply của chúng ta gửi cho một cái bạn bộ phận nhân viên của công ty và người ta active. Thì đó là cái cách nó làm. Thì qua cái video này cũng mong rằng anh em hiểu được cơ chế của ByDesign, cách xây dựng hệ thống ByDesign và sử dụng SMA. Khi chúng ta có username password này rồi, chúng ta đăng nhập vào SMA, chúng ta thanh toán, đúng không? Qua đây chúng ta cũng xem các cái mốc thanh toán multi payment, đúng không? Đó, chúng ta paste thanh toán vào đây, đúng không? Đấy, tất cả các cái thông tin thanh toán là chúng ta add vào đây. Đó, pay now, chúng ta có cái pay now 350 đô các tháng đấy, free đấy. Đó là cái KYC. Ok, tổng kết nhá. Chụp ba mặt, ba bức ảnh mặt trước mặt sau của chứng minh thư, ảnh mặt cầm chứng minh thư, vô phần support ticket này, support ticket đây, up ba bức ảnh và chọn submit, sau đó gửi cái code này cho cái bạn apply để bạn ấy chuyển cho hệ thống. Thank you mọi người.